rồi hả? Không biết cái video này xài được không? Đây hả chú? Đây muốn làm hàng đó. À, chạy đường này nữa hả? Okay. À, hay. Cảm ơn chú. À, để qua Tiền Giang ha. Chưa tới, tại mới tới ngã ba Tân An rồi, chưa tới ngã ba Tiền Giang. Chưa tới ngã ba Trung Lương. Mà đi Tiền Giang thì rẽ qua đây ha, theo hướng này. Tới ngã ba Long An rẽ phải ha, để đi theo cái hướng mũi tên nó chỉ đi về Tiền Giang á.
rồi mà sao tiền ta. Giờ chạy giữa đường dây rồi. Hết pin rồi. Hai pin mới phát hiện ra là để hai pin ở nhà. Thì là thất bại mà.
Lăng 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 chứ không phải là làng. Đọc sao ra làng. Đây đi, thôi vậy đi tiếp. Tưởng nó là làng.